Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình lên cho các bác mẫu xe full carbon đến từ thương hiệu Gian, Gian TCR, một mẫu xe đua. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là các bác nhìn vào hai cái cục. Đó, Group Ultega điện. Đó, là không phải là giấy cơ như là những chiếc Ultega trước nữa. Nó là điện. Full khung full carbon. Lát nữa thì em sẽ lấy vào cái bộ group này. Là đi vào phần khung trước thì toàn bộ phần khung của chiếc xe là từ carbon. Đấy, mẫu đua của Gian, dòng Gian thì các bác đi có cái thương hiệu các bác khá là yên tâm, nó có những cái phần khung tốt như là gần như là nhất thế giới, sản xuất khung xe đẹp, bánh 700c lốp bằng nguyên bản của Gian, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, chạy full group Ultega phanh 3 mạch, tay lắc, đây là những cái nút bấm để lên số nhé, chứ không không phải lắc như những chiếc đời cũ. Group Ultega điện với 10 tầng líp, 2 tầng đĩa. Đó, thì chiếc xe này của chúng ta có hai phiên bản, một là chạy bộ chuyển động của đua dây, thì giá bán của shop bên nước ngoài là khoảng 9.600 đô, nó rơi vào khoảng hơn 200 triệu tiền Việt Nam. Còn là phiên bản của chúng ta giới thiệu ngày hôm nay là phiên bản đua Ultega, thì nó có giá bán là 3.999, nó rơi khoảng 90 triệu tiền Việt Nam. Xe nguyên bản, xe tất cả nguyên bản. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m62-63 đến 75 như là phù hợp. Đấy, thì đây là bấm lên này, các bác nhìn đây là sẽ là bấm để lên lít, các bác nhìn lít ở kia. Đấy. Bấm là lên lít, còn là phía dưới này là xuống lít. Đấy. Rất là nhẹ nhàng mượt mà luôn. Bên này thì bên này xuống lít và xuống đĩa lên nhé. Chiếc xe đang bán bên em lúc giá rất là giá rẻ luôn, chỉ có 31.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.